Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa trình Thủ tướng Chính phủ đề án hoàn thiện cơ cấu hệ thống giáo dục quốc dân. Một trong những điểm đáng chú ý của đề án là giáo dục từ cấp tiểu học đến trung học cơ sở chỉ có một luồng là giáo dục cơ bản với thời gian học tập là 9 năm. Hệ thống giáo dục trung học phổ thông sẽ có điểm mới là được phân theo 3 luồng: định hướng chung, kỹ thuật công nghệ và năng khiếu với thời gian học là 3 năm. Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Vinh Hiển cho biết, việc thực hiện phân luồng học sinh trung học phổ thông theo 3 định hướng sẽ thực hiện đồng loạt ở các địa phương, nhưng mức độ, tính chất có sự khác nhau tùy theo từng vùng, từng trường. Trước những ý kiến lo ngại về đề án đổi mới chương trình sách giáo khoa phổ thông chưa hề đề cập đến việc biên soạn sách theo 3 định hướng trên, Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết điều này đã được cân nhắc trong chương trình giáo dục phổ thông mới. Bộ chủ trương có nhiều môn học, trong đó có những môn học bắt buộc, tự chọn và môn học bắt buộc có sự phân hóa theo các mức độ khác nhau. Học sinh có quyền lựa chọn học tập để định hướng nghề nghiệp trong tương lai theo 3 luồng định hướng: chung, kỹ thuật công nghệ và năng khiếu.